xin kính chào cô chú anh chị, ngày mới an lành. Rất vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Ấm Áp Miền Tây. Cô chú anh chị, hôm nay mình trở lại với chợ Bà Vệ nha. Hôm nay thì cũng bước vào tháng 2 âm lịch mình rồi. Thì hôm nay thì mình cũng có dịp mình trở lại với chợ Bà Vệ một lần nữa, ghi hình cho bà con mình xem bây giờ đầu năm bà con mình đi chợ đông hay không, rồi hàng hóa thì như thế nào nha. Mời bà con mình cùng đi vào trong chợ nha cả nhà ơi. Đây là toàn cảnh phía trước của chợ Bà Vệ nha. Hướng này thì mình đi chút xíu, khoảng chừng 100m là mình đến ngã ba. Quẹo phải thì là mình sẽ đi ra Mỹ luôn, còn nếu mình đi thẳng luôn thì mình sẽ đi về chợ mới nha. Còn như hướng này thì mình sẽ đi về xã Long Kiến, hay là cũng như mình đi về phà An Hòa, còn có một số bà con cũng gọi là phà Bắc An Hòa, để mình đi qua thành phố Long Xuyên nè, gần hơn, đi đường này sẽ gần hơn nha. Thôi đi vô chợ cả nhà ơi. Vô chợ thì thấy bà con mình cũng bán đồ ăn sáng nè, rất là gọn gàng sạch sẽ nha. Đó. Đây, bánh mì thịt nè, rồi xôi. Dạ. Bà con mình bán đồ ăn sáng cũng nhiều lắm nha. Chào con nè, sao hôm nay con không đi học hả? Dạ. Quên nữa, trời ơi, vậy xin lỗi con nha, bà quên. Nay thứ bảy. Trời thấy cưng không? Cái này chắc là đi mẫu giáo hay lớp 1 rồi chị? Dạ mẫu giáo rồi. Mẫu giáo. Dạ. Chị ơi, dạo này ra Tết rồi mình bán đỡ không chị? Dạ chứ, bán cũng hơi chậm. Dạ. Cũng sống được. Dạ, kệ cũng được. Ở quê mình thì kiếm ngày là sống buổi sáng vài chục ngàn, trăm ngàn là sống được rồi chị ơi. Dạ, kệ chứ giờ nói buồn á, nhà cũng buồn á chị ha. Dạ. Lúc này em thấy trở lại chợ Hòa Vệ mình em thấy gọn gàng quá à. Thấy ngăn nắp quá ha. Sạch sẽ, dạ. Mà lại làm đường lại thấy rộng nữa. À, thôi em cảm ơn chị nha, em chúc chị với bà con mình buôn bán mau mắn ha. Dạ. Bye con đi con. Nè bye con. Chúc con mạnh khỏe mau lớn nha. Dạ thôi em cảm ơn chị nha. Em đi. Dạ em đi. Dạ cho em cái nick. Kênh của em là Ấm Áp Miền Tây đó. Dạ. Ấm Áp Miền Tây chị mở vô chắc là phải hai bữa nữa em mới đăng được nha. Dạ. Dạ. Trời ơi, chuối sim nè, chín ngon quá trời luôn. Nó chuối mình ở đây là trồng đem ra xong đó cả nhà. Ngon lắm nha. Đó. Cốm nữa nè. Trời ơi, lâu lắm rồi, cái này là hồi nhỏ nè. Hồi nhỏ mình mới thấy cái cốm, loại cốm gạo này nè. Rồi cái này là chuối sáp nè. Đó, cái này là chuối sáp. Chuối sáp ngọt lắm nha cả nhà. Đó, trời ơi, chuối bự chảng luôn mà có 12 ngàn, rẻ quá trời ha cả nhà ha. Đó, đồ ăn ở quê mình rẻ lắm nha. Thôi bây giờ đi vô chợ ha. Đó, bước vô khu vực chợ mình thì là bán đồ ăn sáng nhiều lắm cả nhà. Đồ ăn mình ở đây bán theo ở quê mình đó là bán rất là ngon mà rẻ lắm nha. Đó, cả nhà mình nhìn thấy nè, cũng gọn gàng sạch sẽ lắm ha. Lâu lắm rồi mình cũng mới trở lại với chợ Bà Vệ mình một lần nữa nè. Ở đâu vậy, quay vậy? Ở đây nè. Ở chợ mới. Sáng giờ bán được không chị? Trời, đủ thứ hết trơn. Kệ, từ từ đi, giờ này còn sớm mà. Rồi chị bán gì đây? Trời, nước mát không ha. Mà giờ mắt đi giờ đâu có ấy đâu. Trời ơi, ngon quá trời luôn. Quay vòng thử một vòng đi chị, chút đảo lại chị ơi. Đó, mát quá trời, nước mát. Thôi cảm ơn nha, để đi chút xíu nữa nha. Rồi bé nào đi tới đây rồi giục đôi dép ở đây nè. Đó. Chịu nổi không? Ngồi chạy đi kiếm rồi đi dễ đau chân nè. Đó, bước vô chợ cái bà con mình nhìn thấy là bán đồ ăn sáng, đồ ngon quá nha. Đây là món ăn quê hương mình từ hồi nhỏ nè. Đó, món quen thuộc hồi nhỏ nè, đi học là chuyên môn ăn mấy cái này nè cả nhà. Rồi xong được cái là đó, bánh mì hấp nước dừa nè, bánh tầm nè, chè đậu trắng, rồi khoai lang luộc. Đó, tuyệt vời, chưa, đặc biệt là chuối sim nè. Chuối sim ở xứ mình ở đây là rẻ lắm luôn mà rất là ngọt nha. Rồi kế đến là gian hàng dừa nè. Chú nạo dừa nè. Ở giờ này là chú bán gần hết rồi nè. Đó, còn có một bịch nước dừa nữa thôi. Đó, còn kế đến nữa là trong nhà lồng thì là bán quần áo may sẵn, đồ nhiều lắm cả nhà. Để mình đi dạo một vòng cho bà con mình xem nha. Xem chợ quê mình đồ rất là ngon mà rẻ nữa.
thôi mình tiếp tục đi ha. Nón lá, nón lá. Cô nó, mình ở đâu về để bán nón lá hay là mình ở cái xứ này luôn cô? Mình ở với mộ bà cũng chung cái xứ An Giang. À cũng nguyên chung chợ mới mình luôn. Dạ. Cái đường đi vô mộ bà hả dạ, chị? Dạ, là cô? Mình làm tự làm cái nón mình bán. Trời ơi vậy mà con đi vô cúng mộ bà năm nào cũng vô hết trơn mà không biết là có mà lại quay rằng đưa lên cho bà con mình biết xem nè. Rồi. Lúc là mình ngồi làm mình sườn luôn á, mình sườn chút dành được luôn làm. Dạ. Rồi rồi lá rồi cũng mình cũng mua về mình chậm vô luôn. Mình mua về mình kéo ra, mình mua nó có lớn lớn mình phải dạch ra mình phải kéo. Dạ, phải kéo ra cho nó trải ra đầm về dạ, mới chậm. Mình mới hớt ra mình mới xay lên đây lâu lắm nhiều cũng dạ. Cái dành này phải đốn cái chốt xuống chẻ ra. Nhà mình có chút nhà luôn. Dạ. Cái này chút chứ không có làm bằng tre được hả cô? Chút, cái tre nó mắc nó giòn. Nó ngắn quá, ngắn quá rồi. Cái cung là không được. Dạ, phải làm bằng cây trúc. Cây trúc nó mới dẻo. Chị là cây nhà lá vườn của mình không mà khi thành phẩm về một cái là bao nhiêu lận cô? À, tùy theo cũng như cái nón này thì mình thành phẩm cái nón này thì nó 32.000. Dạ. Là mình đi ra mình bán ngoài chợ 35.000 mình sẽ lời được mấy ngàn? 3.000. Dạ. Còn cái nón này 100.000 mình ra mình bán là mình sẽ lời được 10.000. Là công đoạn nó đã 90.000. À 90.000 mình bán ra được 10.000 mình lời được 10.000. Mình lời được 10.000. Bán 100.000 lời được 10.000. Trời mình... cái này là lý do làm sao mà nó mắc hơn vậy cô? Nó mắc hơn là tại vì cái nón này để đi sớm đi đâu cũng được, nó không bao giờ nó bị núng hay nó bị gì hết. Với lại cái kỹ thuật mình làm nó kỹ hơn, cẩn thận hơn là đợi có thể 3 năm. Dạ. Cái nón này đợi có thể mấy tháng. Dạ rẻ tiền hơn nè, dạ. Đúng rồi, tiền nào của nấy ha cô ha. Dạ dạ. Vậy là ở đây mình bán có 2 loại ha cô ha. Ba loại, nhiều loại lắm, nếu như có nón ruộng rồi nữa, nón ruộng. À. À, mình loại mình đi đồng rồi đó ha. Còn này thì nó 60.000. Dạ. Mình đếm cho người ta, còn mình bán lẻ thì được 70 hoặc 65 vậy đó. Dạ dạ dạ. Mình bê cho anh bán luôn. Dạ. Mình đếm cho người ta mình phải cho ta lời. Dạ rồi mình chịu khó mình ngồi vậy thì mình lời được thêm chút xíu hay rồi, cô ha. Rồi nếu mình ngồi một hồi mình bán mình thấy chậm á thì mình đi lại mình giao cho tiệm hết. Dạ dạ. Thôi bán được bao nhiêu mình bán cho bao nhiêu mình giao tiệm hết. Hôm nay phải nói là có duyên gặp cô chứ con vô mộ bà cả nay con quay hoài hả. Bà hỏi ở bên là mà bà ăn quà mình đó. Dạ. Chú đó lại mời đi qua bên vụ ban trị sự gì ở bên Long Xuyên đó. Dạ. Thì qua bển làm nón luôn mà tôi không có thời gian. Dạ. Suốt luôn à. Dạ bởi vậy trời ơi vậy thì để mai mốt mà con có lịch tới lễ bà cả nay con cuối năm nay mà con về con quay nó con tìm cái nhà cô con quay để cho bà con người ta biết là về đó người ta mua người ta làm kỷ niệm với lại là không thôi là mối lái rồi người ta lợi người ta đặt người ta lấy tại chỗ thì rẻ hơn. Dạ dạ rẻ hơn. Dạ. À, cái nón đẹp này. Với lại là nhìn thấy công đoạn đang làm được nó cũng phải hay hơn nữa. Dạ. Ở nhà tôi thì ông chồng trẻ cái này ra rồi ông phơi khô rồi đem vô rót rót dạ. Chồng lại mới kèm vô đây chậm ban đêm mình sẽ kèm ban cái này ban ngày mới chậm cái này. Dạ. Vậy là một cái nón mình làm thời gian cỡ bao lâu cô? À, một cái nón đặc này là mình làm cỡ 2 ngày mới rồi. 2 ngày. Hai ngày. Ôi cực quá ha. Ừ. Một cái gì 2 ngày mới xong. Rồi còn mình mướn mấy cô mà phụ nữ ở nhà trông con đồ đó không đi dạ. Công ty được thì mình sườn cái dòng út này. Vì đây thường đây là ta ăn mình 20.000. Dạ. Là vậy là một ngày ta chỉ được có 20.000 đó thôi. Dạ, thế ta làm được nhiêu ăn nhiêu. À, dạ. Còn người ta làm được nữa, mình ta lãnh 2 cái thì người ta làm thêm thì cái gì giỏi làm thêm chỉ nửa cái nữa thôi. Chứ không, không được là hơn không nữa. Rồi hết 2 cái. Dạ, trời ơi, vậy là cũng cả ngày trời cũng tiền công đâu có nhiều hả cô ha. Đúng rồi, tại vì cực mà nhưng mà dạ. Cái nghề tại cái nghề. Dạ, đúng rồi, nghề phải làm. Tôi làm hồi 9 tuổi lên giờ tôi có bỏ nghề được đâu. Trời đất ơi, vậy là mấy chục năm luôn rồi đó ha. Bằng cái nghề khác nó buồn lắm. Dạ, quen nghề rồi. Vậy là mình cái nghề của mình vậy là từ hồi xưa giờ bao nhiêu đời rồi cô? À, hồi đời mẹ tôi, nói chung là ngoại tôi ở Long Xuyên còn dạ. Tôi mới về bên đây theo dạ, ba dạ. Để làm là mẹ tôi năm nay đúng ra là 101 tuổi đó. Dạ mà bà còn sống không cô? Không, bà con cái mình là con gái út dạ, dạ, năm dạ. 60 đó. Dạ dạ. 9 tuổi lên dạ. Dạ. Chèn ơi, phải nói hôm nay có cái duyên lành, cái chợ này con quay rất là nhiều lần rồi mà hôm nay tới đây mới gặp được cô này, có duyên gặp được cô chầm nón lá bán tại nhà. Ông bà cái chú đó cũng mời đi qua Long Xuyên làm vậy đó mà tôi vừa chầm luôn nha, bữa hôm tôi có đem nón cho tôi chầm. Dạ. Bữa nay thì nó đi xa quá thì giao nón qua Mỹ Luông nè. Dạ. Đi ra đây bán rồi hầu qua Mỹ Luông giao hết. Dạ.
Thôi con cảm ơn cô cuộc trò chuyện này ha, qua được cô con mới biết được thêm cái nón lá là công phu rất là nhiều khi mới ra được cái chiếc nón lá như thế này cho bà con mình. Trời để đẹp nè, nón lá Việt Nam là cổ truyền từ ngày xưa tới bây giờ của dân tộc Việt Nam mình. Áo dài nón lá. Dạ đúng rồi. Áo bà ba nón lá cũng đẹp mà áo dài bà ba nón lá cũng rất là tuyệt vời và đồng thời cũng giúp cho bà con mình đi đồng á là che nắng che mưa hả cô ha. Mà nón lá nó không kén đồ gì hết, bận đồ gì bà nội nón lá cũng được luôn. Con cũng đang tính là con bỏ cái nón này nè, là sẽ mua cái nón này là đi đâu quay cái đội nó mát hơn cái nón này. Cái nón này đội đi tới gách luôn rồi nè. Tính ra cái nón này nó đâu có mát hơn nón kết bao nhiêu mà nón kết đó đội cái nón này mấy nón nó giục chứ cái này không giục đâu. Dạ bởi vậy. Thôi con cảm ơn cô nha, con chúc cô buôn may bán đất thật nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn cô nha. Dạ. Cô chầm nón lá ở mộ bà Tám Mau. À, thôi thì mình cũng có duyên lành mới gặp được cô ở chợ này, thôi thì mình cũng tiếp tục đi nữa nha cả nhà. Mình cũng ghi hình cũng nói chuyện với cô để đôi điều để cho bà con mình biết tra được một chiếc nón lá là phải công phu và những công đoạn giai đoạn như thế nào thì mới có được một chiếc nón lá cho bà con mình đội để che nắng che mưa đi đồng ruộng, cũng như là khi mà có những cái cuộc mà thi thì mặc áo dài phải có chiếc nón lá, đó là truyền thống của dân tộc Việt Nam mình từ ngày xưa đến bây giờ ha, rất là tuyệt vời, không thể nào thay nhạc được hết. Thôi thì bây giờ mình cũng đi vào trong chợ nè. Chợ thì thấy quá trời đồ ăn luôn cả nhà ơi. Đó chợ quê mình vậy đó, đồ ăn rất là ngon luôn mà rẻ lắm nghe. Đây mình đi xuống xương khúc này là khô mắm rau củ nè, rồi qua bên kia xuống dưới kia mới là thịt cá nha. Trời ơi đau ngổ nè, đau ngổ bông điên điển. Trời ơi đồ ngon quá, đô la nè, ổi. Đó cái này là rau đồng không nha, rau má rau dịu này toàn là rau đồng không hái ra bán nè, rất là ngon. Dạ rau má rau dịu rau đồng rau lan đủ thứ luôn. À, trong bữa cơm gia đình của mình á, cá thịt đã đành rồi nhưng cũng phải có rau nữa thì là mới ngon. Đây bước xuống đây là chợ cá nha cả nhà, các loại cá mình yêu, coi cá sông cá đồng mình đây nha. Trời đất ơi đi mua cá về nuôi, lựa cá nuôi đó. Thấy cưng không? Đứng cá chạch nữa đi. Biết thích cá chạch không kìa? Cái này phải hai cái bọc quá chứ không thôi là nó chui á. Đây chợ thì cũng nằm dọc theo bờ sông, rất là sạch sẽ, rất đẹp nha cả nhà. Đừng không cho thêm cái bịch nữa. Để sợ cái mỏ nó nhọn nhọn, nó chui cái rớt cái bịch lọt không bắt được đâu. Cá chặt nó. Trời ơi quay phim cái coi nè. Đó, ta đi chợ mua cá ăn nè, bé đi chợ mua cá về nuôi nè.
Chào con nè, chào con, chào con. Chào đi con, chào đi. Rồi con mua được con cá gì nuôi nè ha. Trời đất ơi. Rồi mà lên bay bút rồi đó. Hãy cho người đẹp lên luôn đi nè. Cho người đẹp lên luôn đi. Người đẹp lên luôn. Qua chợ quê về tới đây quay nữa nè. Chứ sao nữa. Tôi quay chợ quê cho bà con mình, ta xa quê người ta coi chứ đỡ nhớ quê. Ừ lâu lâu. Cá sông ngon quá trời luôn. Hôm nay mẹ đi. Ngon lắm chị ba. Đó, sông này có cái cầu cho bà con mình đi xuống lấy nước lên nè, đặng rồi dội rửa rồi nè. Sông có mấy khóm lục bình đó vậy đó, có mấy cái mảng lục bình đó vậy chứ mà cá về trong ở nhiều lắm đó cả nhà. Hôm nay nước sông rồi bỏ vải cũng xa. Thôi mình đi một vòng chợ nữa nha. Chợ mình hôm nay cá cũng ít nè. Chợ hôm nay cá ít, hôm nay cá đồng nè. Cái này là cá đầm rồi, lươn đầm nữa nè. Thôi mình đi nữa nha, đi chút xíu nữa. Ra vịt. Trong nhà lòng chợ nè. Xoài chín ngon quá. Chị chợ giỏi quá, bán gần hết rồi ha. Quay kinh gì á chị? Dạ cũng kênh cũ á chị, Ấm Áp Miền Tây đó. Dạ thấy rau nhãn lồng ngon nè, mua rau nhãn lồng cô bán hả cô? Cô bán cho con rau nhãn lồng đi, bán cho con 5.000 là có mình con ăn. Dạ ở nhà cha mẹ con không có ưa rau đâu, ăn cá là cá, không thịt là thịt không vậy đó. Vậy đó hả? Thì có mình con ăn vậy đó, mua về luộc ra không ai ăn trơn. Ấy con không có mua nhiều. Gì nhiều cái thôi em không biết chưa. Trời ơi dễ thương không? Không nghe nói dễ thương á. Bởi vậy, nói một câu nghe mát ruột chứ sợ. Phải ở gần rủ thiệt á. Cho có bạn. Nhiêu cô? 5.000. Trời ơi rẻ quá trời quá đất, cái đó phải con ăn nha. Về ăn hai lần mới hết á. Dạ. Lấy nước uống luôn. Dạ dạ đúng rồi, con cũng làm vậy đó. Cái là con ngủ dữ lắm, ăn cái này con ngủ được. Ăn ngủ được. Dạ, con cảm ơn cô ha. Cái này nắng quá, đột nó không đẹp. Dạ. Con muốn ăn rau này là con toàn là chạy qua cái chợ Kiến An con mua không đó. Vậy đó hả? Dạ, chứ chợ chỗ con không có đâu. À. Thở đời nay rau nhãn lồng mà cắt dài dài như rau lan vậy đó, về lặt như rau muống vậy đó. Vì lặt như bụng luôn đó. Đó bởi vậy. Chứ rau người ta gì chứ ai đâu mà cắt dài dài như rau muống vậy cô. Lá không thấy cái đọt. Ở chỗ thì bởi vậy mà hồi đó giờ mình đi quay chợ nào cũng vậy, người ta ngắt đọt người ta bán, người ta bán nhiều người ta mua nhiều phải không. Còn cái chợ mình ngộ lắm, cắt dài dài vậy nè. Ở chợ mình rau cải ngon quá trời, mà bữa nay chợ cá hơi ít nè. À quên đi trời ơi, quên nữa, bữa nay đi quay chùa mà quên đi quay ăn tương. Thôi em cảm ơn mấy chị nha, em đi chút xíu nha. Dạ. Thôi con cảm ơn cô nha. Chèn ở chú sáp cũng ngon quá trời luôn nữa mà mình không không mua. Đó. Bà con mình bán đồ ngon lắm nha cả nhà. Hôm nay là 14 ngày ăn tương, hàng chi mà chợ mình cá ít. Trong tủ á. Tủ á còn tủ mẹ. Lấy đâu mất tiêu còn có bó. Đó, chợ Bà Vệ mình bán đồ ăn ngon lắm ha cả nhà ha. Mà nhiều nữa. Nhưng rất tiếc là hôm nay là ngày tương cho nên là cá rồi không có nhiều, cá thịt không có nhiều hết trơn á. Thường thường á thì nói về Phú Tân với chợ mới mình á là đa số bà con mình theo đạo Phật giáo Hòa Hảo cho nên là ăn chay rất là đều vào những ngày rằm, dạ mỗi tháng.
Vì vậy mà cá tôm ít là vậy ha cả nhà. À, chè ơi, có cái bộ, có cái bộ tím Tú có chồng rồi. Đó có cái bộ tím đẹp quá trời kìa. Đó mấy bộ này cũng đẹp nữa nè. Ôi đẹp quá trời luôn, mấy kiểu mới không cái này. Bên đây chỉ bán mấy cái đồ món ăn truyền thống hồi ngày xưa, ngày xưa tới giờ. Chị bà chị đó quay ở trên chợ mới thập chị nè. À, lúc đó chị đi đâu chị gặp em hả? Ở chùa đó, chị đó Vinh chị đó. Vinh ông Nguyễn Hữu Cảnh à? Ừ. Đó thì mai mốt tới nữa đó. Cũng quay nữa. Tên chị tên Du Huy miền Tây hả? À. À, đúng rồi, ấm áp miền Tây cũng là cái kênh cũ thôi. Thôi em cảm ơn chị nha. Nãy giờ khen bộ đồ tím đẹp quá trời. Trời ơi con quay cho bà con coi thôi chứ con. Thì con quay hoài, lễ nào cũng quay hết trơn. Lễ không quay thập đồ quá đó, quay thập đồ ở đây. Trời ơi, bán mẫu mới không mà đẹp quá trời luôn ha. Dạ. Đó chị bán khoai mì với lại là bánh tằm mì nè, khoai mì nước cốt dừa có hành nó thơm lắm cả nhà. Mua ủng hộ ha. Dạ đó cô mua ủng hộ nè. Dạ đó món ăn của quê hương miền Tây mình nha, giản dị rẻ tiền mà no nha cả nhà. Nước cốt dừa rất là thơm. 5.000 một phần. Đó 5.000 ăn no luôn á. Dạ. Rồi thôi em cảm ơn nha, em chúc chị với em gái cùng mày bán đắt ha, thằng nhiều sức khỏe nha. Có duyên nữa thì cũng lễ thì mình gặp nữa ha. Dạ. Thôi đi nha. Đó chợ Bà Vệ mình á cả nhà. À, hàng quá rất là ngon ha. Rồi bà con thì vui vẻ thân thiện lắm nha. Rất là dễ thương. Em lại cái đập luôn á. Thấy đồ ngon quay đồ dạ, ngon thôi dạ. Bông bí nè, rồi thiên lý cái bồng ơi, hoa thiên lý, bông bí, bông thiên lý, bông điên điển, còn này còn thiếu một thứ bông nữa, bông súng. Súng cho nên là quay thằng này nè, nếu mà không phải ý em nói là nếu bông súng nữa là đủ thứ bông luôn. Cái này là mấy thứ này còn thiếu cái bông điên điển, thiếu cái bông súng đó nó chơi ta, tại vì dạ thôi em đi nghe, tại vì là thấy dạ về lại chợ mình thì cứ gặp bà con vui vẻ rồi cứ quay rồi cũng tí lia vậy đó. Đó. À, chị thì chị bán đồ chay là đồ tương, hôm nay mình ngày tương cả nhà ơi, bà con ghé mua nha, về hâm lại ăn thôi chứ khỏi phải nấu nướng chi cho nó cực. Dạ em vậy đó, ở nhà cái vậy, cái mẹ cũng mua về hâm lại ăn vậy đó, ít người á. Dạ có cá hòa lọc nữa đó, có thanh cam. Dạ nó chạy trốn rồi kìa, có cát hòa lộc rồi có chao nữa đó, chao mình ở nhà làm đó. Đâu chao đâu không thấy vậy ta, cái này đấy hả? Ừ. Ủa sao này không có chao, thấy đừng ngủ mà đừng bịch lại vậy ta, cái này chao nhà làm, chao lẻ chao chở đó. Ồ nãy giờ thấy không biết là tưởng gì nè. Ồ chao này là chao cuối đó. Cứ vậy nữa. Nghe câu này quen quen giống ở bên Trung Quốc, nó có tờ ở gì đó. Chào thúi đó. Cà na nữa đó. Dạ. Thôi em đi nghe. Nãy giờ ở cái chợ Bà Vệ mình lâu quá rồi. Đó, hôm nay ngày tư. Dạ. Dạ, cô khỏe không cô? Khỏe, bắt đầu nè. 6 miếng đi ha. 6 miếng 15 ngàn, 5 miếng là 13 ngàn. Chịu không? Vậy cho dễ tính tiền. Bán ghẻ cho bạn đi. Trời, tàu hủ dày quá trời luôn rồi, làm dày ngon ghê không? Mấy nghe nè, mấy ngày ta mặn bồ bồ cả mấy ngày rồi, còn có tầm nữa mới gọn. Vậy hả, làm dưa hả cô? Hay là cắt? Cắt bồ bồ, làm bồ bồ, làm bồ bồ, làm bồ bồ, mặn bữa cho mấy chục ngày mơi là cả 200 ngừ á. Ở bên, ở đâu? Ở bên Mương Ánh Thử, không phải là bồ bồ đâu, bà chỉ con. Nhưng mà giờ con bữa nay với ngày mai là con mới quay cúng ở đám giỗ ở bên chùa. Có bà nó qua trên mà xài có chút có cho có mất gì. Dạ. 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 Cho cái người khổ đó. Dạ. Không thì thí dụ cái lọc thì mình lấy, đâu phải là mình đợi gì đâu cô. Thôi. Trên mấy cái clip của con có để số điện thoại con hết trơn á, có gì điện cho con cái con về. Ấm áp miền Tây, kênh của con là Ấm áp miền Tây nè. Rồi là trên mở vô mấy cái clip của con quay ông Nguyễn rồi đây nè, thì mở lên coi là chùa đồ quay nhiều lắm, đình chùa.
đó, mở lên là thấy có số điện thoại con tên Kim, con tên Kim đó, thì số điện thoại của con nó mở lên, có gì kêu ở Kim ơi bữa nay cô làm đó đó vậy đó, là con về con quay. Thế bà con nấu đồ phát từ thiện cũng điện cho con lại quay với mướn xử nè. Mà cũng ở trên ông bố rồi đi không, đi trên đại đi nhá. Ở bên Phú Tân hả? Đức Cố Quảng. Cố Quảng tới 22 đồng bà. Trời ơi, con 18 19 rồi, con qua quay Đức Cố Quảng bên Phú Tân gói bánh tét rồi. Dạ, bên kia con chánh lễ con mới qua. Bên kia là 21 22. Qua hết chứ, bên Láng Lình ở bên Lò Rèn gì con quay hết trơn, năm nào con cũng quay mà. Dạ. Ăn cái gì vậy? Ăn gì rau cái vậy? Này con mua, con thấy đang nhãn lòng ngon quá, con mua con để đó. Mẹ bỏ đọt lan ăn đi. Thôi, ở nhà con có chồng. Dạ. Thôi con cảm ơn nha cô. Dạ, con chúc cô nhiều sức khỏe nha. Chút xíu được bắt hết cái này nha. Cô đi nhiều may mắn nha. Dạ dạ con đi ha. Dạ con cảm ơn cô. Thôi mình đi nữa cả nhà ơi, nãy giờ mình ghé chợ này gặp người quen không à, vui quá rồi, đừng ghé quá rồi, lâu rồi. Thôi thì đến đây thôi, mình cũng dừng máy ở đây nha cả nhà ơi. Xin nói lời tạm biệt với bà con mình ha. Hẹn gặp lại bà con mình vào những video sau nha. Xin chúc tất cả bà con mình thật nhiều sức khỏe nè, luôn an lành trong cuộc sống. Đặc biệt buôn may bán đắt nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.